Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay em xin chia sẻ đến với quý cô bác anh chị cách làm nướng chân gà kiểu mới. Rất là đơn giản dễ làm nhưng mà rất là đậm đà và ngon. Ở trên mạng thì có rất là nhiều cái công thức nướng chân gà khác nhau, nhưng mà em nướng theo cái công thức của em thì em thấy nó rất là ngon và rất là đậm đà. Để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời quý cô bác anh chị hãy cùng vào bếp làm với em nhé. Đầu tiên thì em chuẩn bị 500g chân gà. Để món ăn được ngon thì cái phần chọn nguyên liệu cũng rất là quan trọng. Khi mình mua chân gà, mình ngửi coi thử là có mùi hôi không, nếu mà hôi thì đừng nên mua. Và chân gà phải tươi ngon, không có bị chuyển màu xanh hay đỏ. Sau khi mua về thì mình sẽ cắt bỏ cái phần móng đi và cho vào nước, cho vào thêm một muỗng canh muối, mình ngâm trong vòng 15 phút. Sau đó rửa lại với 3 nước cho thật là sạch. Sau khi mà rửa sạch thì mình sẽ đem đi luộc với 2 củ hành tím đập dập. Và mình luộc trong vòng 2 đến 3 phút thôi, đừng có luộc lâu quá. Băm nhuyễn 6 đến 7 tép tỏi. Tiếp theo thì mình sẽ băm nhuyễn 4 trái ớt sừng. Ớt sừng này là cái loại ớt mà to dài màu đỏ đó, thì nó chỉ tạo màu đẹp thôi chứ nó không có cay. Nếu như mà ăn cay á, thì mình sẽ thêm 3 trái ớt hiểm nữa. Tiếp theo thì mình sẽ trộn gia vị để nướng. Nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột nêm, 1/4 muỗng canh muối, 1 muỗng canh rượu, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh dầu hào, 2/3 muỗng cà phê bột điều. Bột điều thì mình sẽ cho vào để tạo màu cho nó đẹp hơn một chút xíu, mà không có cũng được, không có sao hết. 1 muỗng canh ớt bột. Ớt bột này nó cay nha quý cô bác anh chị. Mình có thể gia giảm cái độ cay theo cái sở thích của mỗi người. Sau đó thì mình sẽ cho tỏi và ớt băm vào, mình trộn đều cái hỗn hợp này lên. Chân gà sau khi luộc sôi được 2 phút thì mình sẽ đem ra và chẻ đôi hoặc là rạch như thế này để cho chân gà nó được thấm gia vị. Mình cho 2/3 gia vị vào chân gà và trộn đều để cho chân gà nó được thấm. Mình ướp trong vòng 15 đến 20 phút. Sau đó thì mình sẽ đem đi nướng. Còn cái phần gia vị còn lại thì lát nữa mình sẽ cho vào sau. Mình có thể dùng nồi chiên không dầu hoặc là lò nướng hay là nước than đều được. Mình sẽ xét nhiệt theo cái lò của nhà mình. Thường thì lò nướng thì nó sẽ thời gian nó lâu hơn 5 đến 10 phút so với nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu thì em sẽ set 180 độ trong vòng 15 phút lần thứ nhất. Sau khi nướng được 15 phút rồi thì mình sẽ lấy ra và quét cái phần gia vị còn lại lên, và mình có thể dùng cây quét để cho nó khỏi bị nóng. Nếu như mà nướng trên bếp than cũng vậy, khi mà mình nướng gần chín rồi á thì mình sẽ quét thêm cái phần gia vị còn lại lên để cho cái chân gà nó không có bị khô. Sau khi mà mình quét cái phần gia vị còn lại lên á thì mình chỉ nướng thêm 5 đến 7 phút thôi là chín ạ. Wow, nó thơm lắm quý cô bác anh chị. Và nhìn rất là hấp dẫn. Mình chuẩn bị thêm cái dưa leo và rau răm để ăn kèm. Cái phần nước chấm đa năng này á, thì ở cái video trước em đã có chia sẻ cách làm rồi. Cho nên em sẽ để cái đường link cách làm nước chấm ở phía dưới cái phần bình luận của cái video chân gà nướng này. Nếu như mà quý cô bác anh chị nào muốn xem á, thì mình xuống dưới cái phần bình luận của cái video này để xem nhé. Và như vậy là em đã chia sẻ xong cách làm gà nướng kiểu mới rồi. Rất là đơn giản dễ làm đúng không ạ? Nhưng mà nhìn rất là hấp dẫn đúng không nào? Nếu như mà quý cô bác anh chị thấy chia sẻ của em hay thì nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.